Thưa quý vị và các bạn, mùa đông xuân, thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện cho dịch bệnh phát triển, nhất là các cháu ở lứa tuổi mầm non, mẫu giáo và học sinh tiểu học. Vì vậy, các bậc phụ huynh và những người chăm sóc trẻ cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe những đứa con thương yêu của mình. Chương trình Sức khỏe và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương hôm nay sẽ cung cấp những thông tin rất bổ ích đến quý vị và các bạn về chủ đề những bệnh thường gặp ở trẻ em trong mùa đông xuân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời tiết thay đổi, các bệnh thường gặp ở trẻ em như viêm mũi, viêm họng, viêm amidan, viêm tai giữa thường xảy ra với các trẻ em ở lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học. Các triệu chứng thông thường là sốt, chảy nước mũi, ngạt mũi, ho. Nếu các triệu chứng đó không được xử lý kịp thời hoặc để lặp đi lặp lại nhiều lần, có nguy cơ làm cho viêm nhiễm sâu xuống phế quản bị co thắt, gây trạng thái khó thở, thở có tiếng rít khò khè mà theo các bác sĩ chuyên khoa thường gọi là hen suyễn. Nếu để bệnh trở thành mãn tính, làm trẻ bị giảm sút sức khỏe và hay bị tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi. Do vậy, việc phòng bệnh cho trẻ là một điều hết sức quan trọng, cần mặc đủ ấm khi ra đường, dùng khẩu trang thích hợp cho các độ tuổi. Cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Không nên để trẻ chơi đùa ở những nơi gió nhiều, nơi có gió lùa vào những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống thấp. Tránh các nơi có khí than, khói thuốc lá, tránh tiếp xúc với các lông gia súc, bụi nhà. Đối với các triệu chứng ho, nhiều đờm, chảy nước mũi, có thể dùng các vị thuốc có tác dụng trừ đờm, chống ho cho trẻ. Nếu bệnh không thuyên giảm, các bậc cha mẹ nên cho trẻ đến trung tâm y tế để bác sĩ chuyên khoa thăm khám và điều trị kịp thời. Theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính ở trẻ em là bệnh phổ biến nhất. Theo báo cáo thống kê hàng năm, có khoảng 4 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị tử vong vì nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, chủ yếu là do viêm phổi. Các bệnh đường hô hấp hay gặp nhất ở trẻ vào mùa đông xuân là viêm mũi xuất tiết, viêm họng cấp, viêm VA, viêm amidan cấp hoặc hốc mủ, viêm xoang. Các triệu chứng thông thường là sốt, chảy nước mũi, ngạt mũi, ho, nhiều đờm. Nếu các triệu chứng đó không được xử lý kịp thời, có nguy cơ mắc hen suyễn, gây bất lợi cho sức khỏe của trẻ như gây khó thở, hạn chế việc ăn uống hoặc bú mẹ, đôi khi có thể làm nhiễm trùng huyết, rất nguy hiểm đến tính mạng. Những người thực hiện chương trình Sức khỏe cuộc sống đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Nhưỡng, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương về một số nguyên nhân những bệnh thường gặp ở trẻ em trong mùa đông xuân. Bác sĩ cho biết. Chúng ta biết là cái mùa đông mùa xuân chuyển, đặc biệt cái thời điểm mà chuẩn bị mùa xuân chuyển qua mùa hè thì cái thời tiết nó nắng này, rồi sáng rồi khuya nó lạnh. Đó. Đây là một cái thời điểm mà làm cho các cái vi ký sinh trùng gây bệnh nó phát triển mạnh. Đó. Cộng với thời tiết nắng nóng nữa thì nó làm cho cái môi trường mà đặc biệt là các cái thực phẩm dễ bị hư hỏng, dễ bị ôi thiêu thì cũng là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho cái tỷ lệ bệnh của cái mùa này nó tăng lên. Đặc biệt chúng ta thấy cái mùa này là các cái xu hướng mà các cái cháu mà mắc các loại bệnh, đặc biệt là các bệnh lý như đường hô hấp, viêm hô hấp cấp, rồi bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng ruột, rồi tiêu chảy cấp, rồi các cái bệnh lý về ngoài da, ví dụ như là thủy đậu, sởi, rồi rôm sảy, rồi và một số bệnh lý khác nữa là thường mắc phải. Đây cái chúng ta thấy là cái mùa này đó, bắt đầu là các cháu có các cái biểu hiện của đường hô hấp cũng như các cái bệnh lý về đường tiêu hóa, rồi bệnh ngoài da đi khám tăng lên. Bác sĩ Nguyễn Văn Dưỡng vừa tư vấn một số nguyên nhân những bệnh thường gặp ở trẻ em. Vậy triệu chứng của bệnh là gì? Các cái triệu chứng nói chung của đường hô hấp thì chúng ta thường thấy biểu hiện là
các triệu chứng như ho này, ho đàm, sổ mũi, sốt, nhưng mà hoặc là khàn tiếng, em bé sẽ khóc khàn tiếng hoặc là nói không thành tiếng. Các cái triệu chứng nặng hơn, ví dụ sốt cao liên tục không có hạ này, rồi thở nhanh, tức là chúng ta thấy nó thở nhanh, em bé nó thở nhanh hơn bình thường, thở co rút trong ngực, phập phồng cánh mũi, hoặc là thở gật cù, chúng ta thấy em bé nó thở mà cứ gật cù á, thì đó là những dấu hiệu nặng lắm rồi, thì chúng ta phải đi khám ngay. Còn cái nhóm của đường tiêu hóa thì thường chúng ta thấy là các biểu hiện là ói này, em bé sẽ ói nhiều, sau đó sau khi ói xong thì thường biểu hiện bằng cái tiêu chảy. Đó là cái biểu hiện của bệnh lý nhiễm trùng đường ruột. Cái ói với cái tiêu chảy nó làm cho các bậc phụ huynh chúng ta rất là lo lắng. Đó. Và em bé nó rất mệt. Ngoài ra có thể là sốt, em bé sốt rất là cao. Rồi ăn uống không được, rồi tiêu chảy nhiều mất nước thì chúng ta phải nên đi khám ngay. Và một số bệnh lý khác, ví dụ như bệnh lý về thủy đậu rồi quai bị chẳng hạn. Thì chúng ta phải nhớ là nếu mà khi mà có những dấu hiệu mà đặc biệt là sốt cao liên tục, có những cái biểu hiện của ói này, thì chúng ta phải đi khám để có những cái phương pháp điều trị kịp thời. Nhiều phụ huynh cho biết con mình bị ho, sổ mũi, viêm phế quản, tiêu chảy, thường mua thuốc về nhà điều trị, cũng như kiêng khem quá mức, không cho các cháu ăn những món có nhiều chất bổ dưỡng. Vậy điều này có đúng không? Bác sĩ Nguyễn Văn Dưỡng giải thích. Tức khi em bé bị bệnh rồi em bé bị tiêu chảy, đặc biệt là tiêu chảy, thường chúng ta cho ăn kiêng, đó. Thì cái điều này nó không có đúng, chúng ta không nên. Mà chúng ta không phải là ăn kiêng, vẫn cho các cháu ăn đầy đủ các cái chất, bốn nhóm chất. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý là khi em bé bị ói, bị tiêu chảy, thì cái em bé rất là khó ăn uống, không muốn ăn uống. Và cái hệ thống tiêu hóa nó bị tổn thương, nó bị viêm nhiễm như vậy, thì hấp thu thức ăn cũng rất là khó. Thì chúng ta nên, kể cả nước cũng vậy, thì chúng ta nên cho ăn chia nhỏ làm nhiều lần. Thức ăn cũng vậy, đó, và cũng không nên kiêng khem quá mức. Bệnh đã làm cho em bé nó mệt, kiệt sức rồi, bây giờ lại kiêng khem nữa thì nó là thiếu chất, thì dần dần có thể những hậu quả là suy dinh dưỡng, thì đó là điều không nên. Bệnh lý cảm thông thường, sốt nhiễm siêu vi thông thường, hoặc một số bệnh lý cảm lạnh thông thường, thì chúng ta có thể đi mua các loại thuốc mà bằng cây cỏ, thuốc đông y hoặc là các biện pháp dân gian để chúng ta dùng cho em bé thì cũng tốt. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thường mà chúng ta đi mua như vậy, mà nếu mà chúng ta các cháu mà bệnh đến 2-3 ngày, đặc biệt là có những dấu hiệu mà chúng tôi như tôi đã trình bày trên, thì chúng ta không nên tự ý cho bé uống thuốc. Nếu mà chúng ta cho bằng các biện pháp dân gian cũng như cái thuốc mà hạ sốt rồi thuốc ho sổ mũi bằng các cái thuốc đông y thông thường thì được, vẫn có thể được. Tuy nhiên nếu mà khi em bé có cái triệu chứng 2-3 ngày không bớt, hoặc sốt 2-3 ngày, thì chúng ta phải đi khám bác sĩ chuyên khoa để có chỉ định phù hợp. Không nên tự ý đi mua những cái thuốc kháng sinh uống. Thứ nhất có thể là không đúng liều, thứ hai có thể là không đúng chỉ định, thứ ba nữa là có thể là dùng cái liều không phù hợp, liệu trình không đủ. Nhiều khi em bé chưa cần thiết phải dùng, đã dùng rồi, thì cái đó nó làm cho cái hệ lụy nữa là sao? Thứ nhất là không khỏi bệnh, bệnh có thể nặng thêm, không theo dõi được. Thứ hai có thể lờn các cái thuốc, rồi sau này nó rất là khó. Mùa đông xuân, thời tiết thay đổi bất thường từ mưa lạnh sang nắng nóng. Vì vậy, trẻ em từ mẫu giáo đến cấp 1 hay xảy ra một số bệnh như ho, sổ mũi, tiêu chảy. Vậy khi nào các bậc phụ huynh đưa con đến cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám và điều trị? Các em bé mà có các cái dấu hiệu sau thì chúng ta phải đưa đến cơ sở y tế khám kịp thời để có những ngăn chặn cái biến chứng. Thứ nhất, về cái nhóm hô hấp thì chúng ta thấy này, em bé sốt cao liên tục, khó hạ, đó. Hoặc là em bé các cái dấu hiệu ví dụ như là thở nhanh, thở mệt, thở co rút trong ngực, thở co rút thoát ức, hoặc là mình sẽ thấy em bé nó thở phập phồng cánh mũi, đó. Thở gật gù, thì đó là những dấu hiệu mà chúng ta cần phải đưa đến ngay bệnh viện. Ngoài những dấu hiệu nặng trên cần phải đưa gấp đến cơ sở y tế, thì còn những dấu hiệu ví dụ như là chúng ta thấy là em bé nó sốt, mặc dù nó không thở nhanh, mặc dù nó không có các cái dấu hiệu của co rút trong ngực, thoát ức giống như dấu hiệu nặng vừa rồi tôi nói, mà nó em bé sốt tới 2-3 ngày liên tục, rồi ho nhiều, mệt mỏi, thì chúng ta cũng phải đi khám, chứ chúng ta không nên là tự ý để ở nhà hoặc điều trị, hoặc là tự mua thuốc điều trị. Còn cái nhóm thứ hai đó là nhóm bệnh lý về đường tiêu hóa, thì cái nhóm mà bệnh lý đường tiêu hóa thường cái mùa này chúng ta thấy là
viêm đường ruột này, ngộ độc thức ăn này, đó. Thì các cái triệu chứng thường gặp đó là ói, tiêu chảy. Thì khi mà ói quá nhiều lần, ói thậm chí có những em bé ói cả chục lần thì nó sẽ gây tình trạng một là mất nước, mất điện giải, mất cái chất trong mà em bé không ăn uống được sẽ gây hạ đường huyết. Như vậy thì ói nó gây mất nước, tiêu chảy cũng gây mất nước. Mà khi chúng ta thấy ói quá nhiều, tiêu chảy nhiều lần mà em bé rất là đừ, mệt mỏi, ăn uống kém, đó, và có thể là sốt cao nữa, thì đó là những cái dấu hiệu chúng ta phải đưa đi khám ngay để chúng ta can thiệp thời. Bác sĩ sẽ có hướng dẫn cho cái cách mà em bé uống nước cũng như là cách là bù nước, hoặc thậm chí ăn uống không được thì thậm chí chúng tôi phải can thiệp bằng cái đường truyền cho em bé để cải thiện cái tình trạng mất nước, cũng như phát hiện các trường hợp biến chứng từ các bệnh lý đường tiêu hóa có thể gây ra một cái tình trạng là nhiễm trùng máu. Hiện nay, nhiều cha mẹ chỉ sinh một đến hai con, nên việc chăm sóc đứa con thương yêu thật chu đáo. Thế nhưng, vì bận rộn với công việc nên ít để ý đến một số bệnh thường gặp ở trẻ em. Về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Văn Nhưỡng đã có lời khuyên để phụ huynh và những người nuôi dạy trẻ biết cách phòng ngừa. Cái đầu tiên chúng ta phải lưu ý đó là cái quan trọng nhất, đó là cái chế độ dinh dưỡng phù hợp. Thứ hai là bổ sung các loại rau, trái cây để bổ sung vitamin để tăng cái sức đề kháng của cơ thể của mỗi cháu. Đó. Thì nó các cháu sẽ cơ thể sẽ chống chọi được bệnh tật nhiều hơn. Thứ hai là khi mà trời trở lạnh thì chúng ta ra đường phải mang khẩu trang giữ ấm, môi trường vệ sinh thông thoáng, đó. Tránh các cái chất ô nhiễm ví dụ. Đó. Rồi khi trời nắng quá thì cũng không nên đi ra ngoài nhiều, mà chúng ta phải có các cái biện pháp bảo hộ chống nắng. Với cái nhóm bệnh đường tiêu hóa thì chúng ta biết rồi, chúng ta nên ăn chín, uống sôi, không nên ăn các cái thực phẩm mà không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo vệ sinh. Đó. Ví dụ như là các cái hàng quán mà bán vỉa hè. Các cái biện pháp phòng bệnh đặc hiệu hơn đó là có rất nhiều, hiện tại bây giờ có rất nhiều các loại vaccine mà có thể là phòng bệnh đặc hiệu. Ví dụ như là một số bệnh viêm phổi thì chúng ta bây giờ có, ví dụ như là bệnh viêm phổi do HI thì chúng ta cũng có vaccine phòng ngừa, rồi phế cầu, rồi tiêu chảy thì chúng ta có rotavirus, chúng ta cũng có thể là dùng cho trẻ uống, đó, rồi quai bị, sởi vân vân. Tức là những cái bệnh lý mà đã có trong có vaccine phòng ngừa thì chúng ta nên đưa con em chúng ta đi chích để phòng ngừa đặc hiệu hơn. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh ở trẻ em trong mùa đông xuân chưa được điều trị các triệu chứng, vì vậy các bậc cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Điều đặc biệt cần bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho trẻ, như cho trẻ ăn nhiều rau xanh, trái cây. Đây là những dưỡng chất quan trọng vừa giúp trẻ phát triển hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần, cũng như hệ miễn dịch cho trẻ. Nâng cao sức đề kháng cơ thể cho bản thân và cho người thân trong gia đình là yếu tố then chốt ngăn ngừa bệnh. Quý khán giả thân mến, chương trình Sức khỏe và cuộc sống với chủ đề Những bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa đông xuân đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.